quan trọng là cái chỉ số với cái này đó là vấn đề chúng ta tiếp tục thảo luận để tìm ra các cái biện pháp những cái giải pháp các cụ thể các tương lai cho biết là giá bán vốn đầu tư chậm, quý một là trên 12% dự toán, trong cái cùng kỳ năm ngoái là 16%. Trong khi đó, tổng vốn đầu tư toàn xã hội chỉ tương đương 32% tổng sản lượng trong nước, thấp hơn so với 3 năm trở lại đây. Chính vì vậy, Thủ tướng đề nghị các thành viên chính phủ cần đưa ra được các giải pháp để giải quyết căn cơ và cụ thể những khó khăn hiện nay của nền kinh tế. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng khẳng định chính phủ sẽ tiếp tục kiên định với hai mục tiêu cốt lõi, đó là duy trì tăng trưởng đi cùng với kiểm chế lạm phát. Có như vậy mới bảo đảm các cân đối vĩ mô như ngân sách nhà nước, nợ công, đầu tư, xuất nhập khẩu, giải quyết việc làm cũng như bảo đảm thu nhập và đời sống của người dân. Từ 10 điểm nổi bật của nền kinh tế, 6 bộ giải hạn chế cùng với 2 mục tiêu cốt lõi sau 1/4 chặng đường của năm 2017. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các thành viên chính phủ phải theo dõi tình hình và phản ứng chính sách chặt chẽ, linh hoạt, chủ động hơn, đặc biệt là với những tiềm ẩn khó định như chính sách bảo hộ mậu dịch của Hoa Kỳ đi cùng.